Em ơi, ngày hôm nay thì Khải bắt đầu server đã mở ra cái rã rồi em ơi. Rã Hồng Kiều Môn Phái, nói chung là rã không một Hồng Kiều Môn Phái hai món để thành một món hên xui. Rồi có thể mở ra nọ Thiên Quang, kiếm cặp phong, đồ đồ Hồng Kiều Môn Phái, tê leo bấy luôn em. Mà không biết mình mở không biết hên xui không đây. Ok, Khải đã chuẩn bị hai món rồi, giờ sao em? Hồng Kiều Công Giả đúng không? Rồi, bấm vô nó. Rồi, tiếp tục Trao đổi Hồng Kiều Thất Hồn đúng không? Đúng rồi. À, đây đổi đó đúng rồi. Ok, là bỏ luôn hai cái một lần hay là một cái thôi? Cái thôi. Rồi tiếp tục theo đúng không? Rồi tiếp tục cái nữa. Lần thử cho nóng nè, mình bỏ hai món thì nhóm mình đang xài luôn, vừa mua luôn á. Rồi 1.000 cái giờ sao? Một cái nữa. Hả? Sao mất hai cao su đâu? Đúng rồi, trao đổi hoàng kim lại đi. Rồi giờ sao? Thế vòng 2 bấm. Rồi, đổi hoàng kim lấy cái hiệu thức hồn. À. Đổi đâu đúng không? Ờ đúng rồi đó. Gì vậy? Ông quăng ngàn cái đó vô. Là được một rương hoàng kim mở hình xui, có vũ khí đúng không? Ừ. Mở cho anh em. Ồ, có là vũ khí hoàng kim môn phái này nọ nhiều lắm anh em. Thử nha anh em, đồ ra bóng cái băng ớt rồi luôn nè. Rồi, may mắn này nọ rồi. Đâu mày may mắn được cái bóng hồng kim thì sao? Đúng không anh em? Ui. Rồi, giờ mở đâu nè? Đồ giờ anh em muốn mở đâu đây? Chụt, kém may mắn rồi anh em ơi. Rồi, ok. Giờ mở nha anh em. Biết như thế nào đây? Mở là nó ra luôn hay là nó phải chạy dai nữa nhật? Ra luôn hả? Đâu, nó không báo công bố thế giới luôn hả? Ừ. Rồi mở luôn nha. Mở. Để từ Khải tắt cái like rồi Khải cho anh em xem. Mở anh em ơi. Mở nha anh em. Có khi là ra vũ khí này, nỏ Thiên Quang nè, rồi đao Thiếu Lâm nè, rồi nhà kiếm cặp phong nè. Nói chung là ra tư lừa bông bí với lại cả vũ khí luôn nè. Hên xui nè mà. Mở nè. Đó. Gì vậy? Trời, Sâm Hồng Ngọc Bòi đậu xanh. Vãi liền Ngọc Bòi Sâm Hồng là đường môn hả? Dù bằng đó, Ngọc Bòi đó cũng được. Ngọc Bòi này thì kết được nguyên xét đấy, ngon ấy. Cũng là lời hả? À, tính là mất hai món được, món như con quỷ này mà, lỗ. Thế giờ là giờ mình muốn đổi nữa là mình phải cần một món nữa xong mình đổi tiếp, đúng không? Nói chung là 2 thành 1, 4 thành 2. À, cứ cảm giác mà món nào không cần nữa thì bỏ đúng không? Đầu tính ra cái Sâm Hoàng này ai mà đủ set chắc cũng ngon hay. Tại vì cái món này là nó không có hàng chớ. Hả? Nào có người mua. Đồ, tính ra mất 2 kiều đúng không? Đồ, tính ra nó đào đồ này nọ em ơi. Mình đen quá, mình ra được ngọc bòi kỹ năng cũng có một cấp, cái này cũng cũng được ở đường môn nào chơi chứ cũng ngon ấy. Nói chung là lỗ đúng rồi. Nói chung mất 2 kim, mất 2 món kim là lỗ rồi. Được. Giờ là muốn đổi nữa. Để mà đọc cái đường kim phái thì mở thử ta. Ủa? Ngũ độc. Gì đây? Ngũ độc kim phái. Cái đó mà. Tòa vũ đại nhiều quá. Ấy da. Thôi giá. Ôi trời ơi. Được một cái ngọc bòi Sâm Hồn, cái này cũng có một cốc này em ơi. Đường môn nào mà chơi xét Sâm Hồn. Bán thông là bán thông. Ừ, cái ngon. Tụi nó nhiều đồ Sâm Hoàng lắm. Ừ, nó nhiều đồ. Ngọc này hiếm ấy. Ngon. Được rồi, ngọc phi phong này nó bán nhiều nữa. Đem xô. Mua mẹ đi. Tương Dương. Bán ngựa. Nó mua ngọc bòi anh 1 triệu năm. Ồ, không. Cũng lời đấy chứ. 2 triệu bán luôn. 2M bán luôn. Nhanh gọn. Khỏi phải suy nghĩ. Gọi là hiếm. Đó. 2 triệu bán luôn, không phải suy nghĩ nè. Tại vì là nó đủ hết rồi, ngọc bòi hiếm đó nè, không phải đơn giản nha. Nhìn anh biết ngọc bòi cái kỹ năng là hiếm á, mấy cái hàng kỹ năng là hiếm nha nè. Hơn là ra cái ngọc bòi kỹ năng là mình có thu được vốn nè. Tính ra mất 2 món, tốn 2 kim mất gần 800.000. Thu là được ngọc bòi. Phải lên. Đúng là được môn cửu cung, đúng rồi Thi ơi. Tương Dương bán ngựa. Mình mua cái phi phong nữa nè mày, 500 xu. Nó trả 1.500.000 nè. 1.500.000 Phú Cường. Cái gì đó. Không thấy ai à? Sao không thấy ai?
đâu. Ủa nhưng nó đứng trong dương hướng đâu rồi ta? Đây đây đây, mình mua không ấy. Đừng mong kiểu cung của em ơi, nói chung thì cứ từ từ đâu, nó mở ra được bòi vũ khí này nó ngon quá. Sao nó mua không? Nó có cái cây sam hoàng đó, 40 tóc đó. Ừ, nó thiếu, ví dụ nó thiếu ngọc bòi là nó cần thôi em. Nó đủ set nó là khác. Rồi, thử mua ngọc bòi cái phi phong 3 ngày. Ok. Vừa rồi làm thử mà không ăn thua em ơi. Nhớ gì? Nhờ mà mở ra một khí 30 ngày có nhà hàng được không nhỉ? Đâu đó, mở ra một khí là vĩnh viễn luôn anh. Ủa tình anh em mở gì đây? Tình em là ở đâu rồi, đâu ra vậy? À, đủ ra một khí 30 ngày luôn à? Ra một khí 30 ngày. Ủa cái rương này ở đâu đây? Anh Nghi Bình ra hả? Anh Nghi Bình cũng ra, vãi trưởng. À, đâu, anh Nghi Bình cũng có ra rương này cũng được đó anh em. Ờ, ngon. Ra nhiều không? Ra nhiều hơn một cái thôi anh em. Ra nhiều không? Nhiều không? Được một cái, anh Quỳnh được một cái cũng được nha. Mảnh cặp phong phù, còn nó đổi mấy kia là dùng 50 xu nó xây là nó xây mảnh hả? Nó không cần mảnh này nó xây mảnh khác hả? Đúng rồi. À hiểu rồi. Nói chung là vừa rồi mình tốn hai món hồng kỳ môn phái, gia truyền thiên nhẫn Excel mình đang xài, cũng như là cái nón thiên nhẫn mình đổi được cái một món xăm hòn. Một món xăm hòn ngược bội nè. Nếu mà xăm hòn thì có thể kích được nguyên xét nè em ơi. Xăm hòn phi lý dây nè, độc hồn nè, rồi đai giáp. Đó là cây vũ khí nè, dây nè, và đai và giáp. Ủa giờ là tính ra cũng có thằng có cái vũ khí độc hồn nè em. Thả Nhật. Vũ khí gì? Vũ khí cái cây tiêu nè. Có hết. À đúng rồi. Giờ tính ra thì chắc là server đầy đủ hết rồi, thiếu một cái ngọc bội hay gì đó thôi. Ngon anh em. Tụi mình thiếu á. Đủ hết luôn rồi đó. Người ta giấu hết rồi đúng không? Ok. Tụi mình thiếu ta. Mình đéo có luôn nữa chứ không thiếu. À. Nói chung là ra cái ốp kỹ năng cũng có là ok rồi. Đó bị mình bị ao meta. Ra cái kỹ năng có là không sợ. Đúng rồi, tấn được chăng không sợ không sợ. Thử mấy lần một chứ một lần hoàn thua. Đồ giờ mua không ai bán anh em. Đây nè, đù thằng nào đang mang vậy chúng nào. Ui vô. Vai liền cái vũ khí của ai vậy? Nam của thằng gì đó, Cường đẹp trai nè, nó đang hỏi mua anh ngọc bội 1,5 triệu này. Anh không anh nói nó 2 triệu mua bán nè. Đó nè, cây sâm hòn anh em, nó thiếu ngọc bội anh em đây đó. Trời ơi, thằng người này là đủ cây sâm hòn anh em ơi, nó thiếu ngọc bội thôi. 2 triệu vô việc nhanh gọn, khỏi phải nói nhiều đúng không Nhật? Cường đẹp trai đúng không? Đúng rồi, Cường đẹp trai, 2 triệu vô việc cho nhanh gọn. Tại bây giờ nó có nè em ơi, xăm hòn đọt hòn này, xăm hòn xăm hòn dày. Chỉ một mình nó cần đồ thằng này Cường đẹp trai đâu ra gờ ta. Đồ cái vũ khí đẹp dữ ta, cái vũ khí này nó cũng mở như anh luôn, nó ra đúng không? Trời hơn dữ ta. Là mấy cái thằng có rác á. Vãi lên mấy thằng có rác dầu luôn nè. Ui cũng có phi tên 3 cấp nè, vãi nồi cái gì. Chịu luôn nè. À, mở đồ mà option bên thành sơn cho họ có thằng này đồ sẽ đồ đẹp quá nè mày. Thằng này ăn chơi ghê. Thằng này gần đủ set rồi đúng không? Rồi là nó dày nè, lý là đột hồn nè, nó thiếu đai với áo nữa thôi. Áo xâm hồn thì có thể ép được, đai xâm hồn thì cũng có thể ép được luôn. Này thiếu ngực bòi đúng rồi, nên mình ngực bòi không ép được. Nó đang ra giá thì mình cứ từ từ anh em luôn đâu anh em. Ở trong ok cứ cất ra thôi. Đâu, tầm này có rác hơi bị ngon luôn ấy trời, giờ rác đâu ra có ta. Hử Nhật. Giờ anh bị mưa anh thì giờ rác đâu ra đây. Ủa, rác giờ 5k vàng. 5k vàng ở đâu? Rao anh, con này mua bằng kim thì nó bán. Có không? Có mình không? Chưa bán cái cường thôi. Được rồi. Ơi, đầu tư 3k lấy vũ khí 30.
mua rác hoàn kiểu môn phái chúng lớn bán bơm mà qua giờ không online không biết nè mày biết nè mày tình anh em bán ba kim kìa mua đi anh cái gì đâu mở lấy rác luôn đây 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 thử luôn ngay tình anh em ơi đây tình anh em giao dịch luôn là... mở chìa khóa là tốn ba kim. Ủa giờ cái rương này có tốn chìa khó không? Có rương này tốn chìa khó hả? Ôi chìa khó đồng vàng bạc vàng là sao kiếm đâu ra anh em? Rương này nó sẽ khôi ra mảnh đó nha. Ôi ôi rương mảnh nó giảm môi trời. Ờ giá chịu quá. Thấy nó gây ra một loại 8 mảnh hồng kim không phải đường môn rồi. Mà sao nó gây loại vũ khí hồng kim đường môn 30 ngày là sao ta? Thì đó rồi mở rương này sẽ ra loại 8 mảnh. Loại hoặc là ba trang bị hoặc là vũ khí có thể là ra loại 8 mảnh là ra một mảnh nè tám mảnh này cái thứ hai là có thể ra một trang bị hồng kim phái đường môn đúng rồi đủ giá thứ hai ra một vũ khí 30 ngày hình xui vãi chứa anh em đồng bạc vàng để tăng tỷ lệ đa số ra mảnh đúng rồi đa số là mảnh rồi chiều rồi mảnh nó là mảnh mới nha mảnh không có đi xoay được khó mảnh 8 mảnh không quá mình đi xây là mảnh đi mảnh một trang bị anh Dương có ngọc bội lăng nhạc bán rồi ra đi mình bán rồi anh dành phòng hả không phải lúa à lúa rồi mua mà anh Phong dành rồi mua gì tám triệu quá anh cái gì 8 triệu sống hò luôn. Nói gì bình tĩnh. 4 triệu. Cái gì 4 triệu Dương? Cái gì? Lăng nhạc 333. Lăng nhạc 333. 4 triệu á? Hôm trước nó đòi mười mấy triệu cũ, sau này nó bán 4 triệu à? Ờ trời ơi trời. Dương khác. Cái của Dương khác, cái đó là vẫn là Dương xây ra, triệu. Dương xây ra một cái ngọc bội 333 nữa. Wow. Hên dữ trời. Nhưng bắt up luôn 333 luôn. Vãi nồi má hơn nha. Hôm nay mà băm quang đến ngày mai thì đỡ khó chức năng này rồi thì còn gì đâu nữa vui ta. Tự nhiên mở vài ngày mà hết rác rồi, ai có rác đi xoay rồi. Ai có rác cũng đi kiếm đồ rồi. Khó nha. Đục là khó gớm. Ủa vậy cái tụi nó ra 5 kim chứ. Thằng nào mà thiếu quá đóng BM vô nó mua 6 kim luôn rồi. Ok anh em ơi, bây giờ Khải tiếp tục làm thêm một món nữa. Đây. Tương dương tay này cố gắng bỏ thêm 6 kim như 2 kim nữa là thành 8 kim với một cái bao tay cái bàn đang xài nữa là tốn hết 14 kim cho nên tay cái bàn một cấp ấy cho mượn lại cái bao tay cái bàn này nè được cho mượn lại khi nào cần tính được vừa hợp lý ra đừng mượn bao tay kia giờ khô máu luôn nè đậu khô máu luôn giờ ngứa quá rồi bao tay này cũng cùi lắm hồi trước phải mua cái 3 kim mà chung là hủy rã bao tay này nói chung bao tay này như bao tay rác luôn 6 kim cháy luôn nè cho anh em xem tại vì mình sẽ tiếp tục cái rương thứ hai để mình một rương kia mình mới ngà bòi xăm hòn nói chung ngà bòi xăm hòn là hàng hiếm nè mà không ép được thì khẳng định chắc chắn nó sẽ hot rồi mượn được bao tay của Dương này ok nha khi nào Dương muốn bán 6 kim thì cứ alo mà bán ai bán rồi giờ đâu là mình đi đổi ngứa quá nè mày rồi trời giờ tại vì bao sao bán cái bao tay đó lại cho Khải 6 kim luôn á. Rồi hai món kia là hai món rác. Từ từ. Đây nè. Đó. Khải đi rã hai kim ra thì lấy cái đoạn hồn này này. Đó dạ, tính ra. Cái bọc cũng xong. Cứ một lần là cứ một lần là rồi mày... bao tay đâu xài. Dương mới đường cái đường mượn cái. Đó ấy. Ở bao tay anh Dương. Bao tay Dương đang cho mượn nè. Từ cuộc đời này liều ăn nhiều anh Khải ơi đúng rồi anh em đủ ngứa ngay quá không ra cái bổng thì mấy cái đồ một cấp đó nó lại ngon không phải ra ngọc bội hai kim này à, đầu tư hết 14 kim lần này nữa nè cứ một lần là 14 kim nè cứ một rương 14 kim ấy tính sơ sơ anh em cứ một món rác là 6 kim tốn hai ca dạng quên hai ca su nữa là thành 14 kim ấy gần 1 triệu á cứ một lần làm là 1 triệu á rồi đúng rồi nếu mà ra nó ra một món đồ cùi thì để dành mai xây mảnh đúng rồi ra món đồ cùi mai xây mảnh có đồ mình ơi đồ giờ đen rồi em minh đẹp trai đồ đẹp trai đứng đây làm gì đây chứ không có rồi. Dốt là có dốt rồi cái bội mai nó mua hai mê cái bộ đường nào mai nó mua hai mê thôi
Còn nó không mua được đó, chân nhật đẹp luôn được nè. Tại vì 5 giờ ngày mai order khó thì không làm được gì nữa. Nó mua ngày nào cũng rao lên nhâm thèm đó. Nhâm đó. Rồi nó không mua thì thà nó tiếc 10 kim nhưng mà nó sẽ bị nứt cái bộ đồ hoài luôn. Thôi xài ăn ban hoài luôn. Một món kim phá rồi em ơi. Khai sẽ đổi 1k. Khai sẽ đổi một rương mới. Đâu khôn báo luôn. Anh em đang xem bộ quà lại quà sẻ chơi nha em ơi. Nãy giờ này rương thứ hai là tốn 2 triệu ấy. Rồi, vô. Bộ tay cái bang này, đang xài luôn này, khô máu luôn, em thấy khô máu không? Đó, đó một rương. Khô máu luôn. Đó. Ôi, khô máu luôn nè. Giờ đến cái đồ ghiền rồi khô máu luôn. Ok chưa? Rồi, mở. Đừng ơi, được dưới đây. Trời ơi, đậu xanh rồi lên sơn cả ngày trước tôi mở rương này rồi. Mấy lần này xanh chín luôn, khỏi còn dấu giết luôn em ơi. Đậu bột phóng một là được gì luôn. Chúc mừng Duy Khải từ leo con bí kìa. Vừa mở mà chúc mừng gì. Cái gì vậy? Ma sao? À đội giáp, nó báo thế giới nè. Rồi, mở. Ra cái vũ khí nào cũng được anh em. Thì nó báo thế giới mà. Cứ ra cái vũ khí được. Trời chết mẹ. Ma, cái áo chết mẹ luôn. Ha. Chết rồi, nó này cây của này chết đâu. Lỗ sáu kim. Đồ chất mẹ. À chắc mua thêm dương món nữa. À cây quá. Đồ chết thiệt. À chết rồi, dính vô này chết rồi dương rồi. À dính chân. Dính là vàng đây. Mà cho thử lạng lòng nữa. Ok, làm thêm phát 6 kim nữa. Tiếp tục em ơi. Làm phát nữa 6 kim. Đồ. Mà chết 2 triệu thôi. Lần này lần 3 triệu nè. Trời ơi, ra cái áo thiên vương bang má nhỏ thiệt sự luôn nè. Trời mà chị em thấy cái nón cung luôn nha. Được. Mình ra cái ngọc bội ngày mi mình vào liền. Ok Thi ơi. Rồi hiện tại server đang cần mua ngọc bội ngày mi rất nhiều luôn Thi. À, tiếp tục mắc thêm. Bội ngày mi đâu mà cần. Bởi vì giờ ai muốn thì lấy thôi. À, có. Bội ngày mi là một trong những món dễ. Tại vì nó có 6 mảnh mà. Đúng rồi, giờ lấy ra xây là kiểu gì cũng ra thôi. À. Không thấy thì nó đi xây cái mảnh nhà mình đi hoài á. Được. Có xong. Thôi, tiếp tục. Mình đã chơi là mình chơi nè, mình phát thứ 3 nha nè. Quá tam ba bạn mình không chơi nữa nha. Nếu mình thất bại lần này mình sẽ rã, mình lấy cái mảnh để ngày mai mình đi xây cái mảnh vũ khí. Có nè mời, có ra vũ khí nè mời. Tại vì hôm trước ra là 4-5 cây lận nè, mình chục cây vũ khí lận nè. Nên mình muốn xây. Đó thôi nha, tí nó xuống lại cái gọi điện như dân thêm khác nữa. Lỗ lâu. À, cây rồi. Rồi, tiếp tục. Đâu, nhiều hai rừng má ra áo thiên bàn chiều luôn. Ra cái thấy là cái áo quen. Buồn thiêu. À, áo buồn thiêu luôn nè. Quá tay ba bận luôn nè mày. Đâu, chiều mày. Dính đồ rồi. À, dính đồ rồi. Chiều mày. Rồi, làm cái nữa, xanh chính phát nữa. Cái gì vậy? Giao diện đập đá là mới ghê chứ. Đâu, Adơ chơi kiểu. Adơ đỡ nè, giao diện đập đá. Má ra áo min là mới ghê chứ. Con áo này, nhìn trắng đời luôn trời. Mà áo đi xây rác mà cũng chán nữa. Đâu, nhìn áo chán. Xây rác mà cũng chán trộn nữa. À, khổ thế. Ok, đầu đường này mình sẽ đi đến vị trí mình hay xây hay mở đồ. Đó. Đường cuối cùng anh em ơi. Cái này mà không ra gì coi như bỏ. Đủ, dính vô này chết. Dính vô này chết em ơi. Chơi chục lần ra bóng đèn vẫn lời. Trời ơi, chục lần biết ra bóng đèn hay không anh em. Đâu phải đơn giản đâu, dở anh vậy. 6 kim, lần là 60 kim. 10 lần là 60 kim là tính ra 10 triệu đó em. Đâu, lần 10 hàng, lần 14 kim chứ em. 2 món rác là 12 rồi, kèm theo 2 ca su nữa thành một lần 14 kim. 10 lần là 10 triệu á. Rồi. Bà qua này mình lấy vào tay mình luôn khô máu luôn mới ghê mà trả được gì. Đúng rồi, một món 1 triệu ấy. Món ừ. Xây ra món nó cần nó trả 1 triệu rưỡi ai bán. Ai bán? Thà ăn luôn, cho khỏi ai dùng. Khỏi ai dùng. Cái giao diện đập đá. Tự nhiên mình bỏ vốn 1 triệu ra cái xây đúng. Nó đòi 1 triệu sao bán. Đâu rồi. Chán.
Hoàng Kim Thất Hồn biết. Rương. Có những cái biết rồi gì đây? Tứ không má, Đại Thiếu Lâm nó bỏ luôn rồi. Trời ơi, Đại Thiếu Lâm chán nhớ ừ. ta. Chết chết chết. Đại Thiếu Lâm, đại Tứ không chịu rồi. Anh cái này chịu rồi. Má cái này dính rồi nè mày. Trời chịu rồi. Thôi, nếu chơi nữa chán quá. Đấy, cái này nó cắt đi tính sau nè mày. Khó quá. Ra đại Tứ không chịu rồi. Tầm này Thiếu Lâm ai chơi nó ra đại Tứ không. Ra lên nhạc hay bóng đen thì ngọt. Thôi, giờ anh lắm. Đậu xanh. Tiếp đi khô máu, đồ kim nó nữa khô máu nè. Đồ nãy giờ 3 triệu đó anh em. Tiếp, để... bây giờ đi xoay cái mảnh này nó thú vị hơn. Cái mảnh mà nó bóng đèn 3 triệu ấy. Về làm ăn đi. Cái mảnh bóng đó. Đèn, còn cái món, cái môn này anh đẹp phít rồi. Á, đẹp phít chắc rồi. Quay cho các bảo chơi chúng ta. Ông sao nó chỉnh được mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi. Chỉ là anh up mấy cái mới thôi. Còn chỉnh là mấy cái cũ rồi nó chỉnh được. Này mà nó ra ba cái đồ bình thường chả cái gì lạ luôn nè. Toàn đồ bình thường không. Ba rồi. Là mở xác xuất áo thiên nhiên bang hay gì nó ít. Được, thôi đi đổi đi. Lấy hồn thạch ma tính sâu này mà. Hôm nay lỗ rồi. Lỗ chấp nhận bỏ. Không chơi nữa. Ba lần. Má mở cho anh em xem mà mấy anh thua. 3 triệu. Toàn. Thôi tốn thêm kim đổi cái hồn thạch nè. À, lấy cái này đủ tấm mảnh ép lên được khải là sai ta. Lấy cái này đủ tấm mảnh ra rương mà là sao. Rương nữa đi. Còn mấy mốt con lông kia. Rồi mấy con lông, anh đỡ là hết rồi. Rồi đầu anh em ai cũng máu lắm mà không ai donate tôi sáng tôi dâm cho ông nội. Chết đó 3 triệu rồi anh em. Đầu trong vòng đốt nhạc chưa đầy 20 phút. Anh em cứ bày dạy chết tôi. Cái đài Thiếu Lâm này cũng chán quá. Đài Thiếu Lâm được làm chậm những đọc. Nói chung đài Thiếu Lâm cùi quá. Ai cũng muốn hết mà thôi á. Nói chung thôi bỏ đi nè mà. Bỏ đi làm người. Đi xoay một mảnh đây cho anh em xem. Nó xem một mảnh đây cho anh em xem. Giá có 50 xu à. Một lần xoay có 50 xu rồi nó nhẹ nhàng mà nó đúng rồi. Giờ làm cái mảnh cho anh em xem nha. Ra 4.000 quá. Bỗng định khái rồi kiếm vô gian rồi nhìn hấp dẫn lắm. Một lần nữa mình chịu phí cho không? Ăn đây. Anh Dương. Anh Dương lấy một món nữa đây, đấu kim. Có thằng bạn em ở đầu tư em chơi hết, tiếp tục. Anh Dương. Đây. Bạn em đâu nét chịu giờ mà. Đại Dương vô cầu anh, đậu bạn em nói là làm. Đây. Một lần nữa mình chịu phí ok bạn ơi. Đậu bạn nói là mình làm ngay. Chứ nãy cho 3 phát rồi còn cái nịp nữa nè. Giờ giờ món nào cũng được đưa em. Đậu, em khô máu hết cái rương anh cũng được luôn. Thì mà còn ngồi đó em hết cái rương anh cũng được luôn, em khẳng định luôn. Rồi. Một lần 1 triệu thôi. Đó, tiếp tục. Hết rừng mà hết. Vừa rồi nãy khải 60 rừng kim gần 60 kim. Giờ còn ấm mười mấy kim anh em hiểu rồi. Tiếp tục này nè. Thì làm phát liền nào ra cái bổng. Anh không cần ra nhưng mà cứ ra cái vũ khí anh chuyện phá đó anh chơi. À, tiếp tục. Hồi chiều thằng nào bán cái đao thiên. Bán đao thiên 6 triệu đó em. Nãy giờ xây hết mất mẹ 3 triệu rồi. Biết vậy mua mẹ cái đao thiên nhanh. Mua mẹ đao thiên. Dạ mới nói. Mẹ đao thiên nhanh. Nãy xây tổng 3 triệu rồi. Lần này lần 4 triệu nữa nè. Ôi ơi, người bò đường môn sao đi xây được nè. Người bò đường môn 2-3 triệu đi xây em. Tầm lao chết rồi. Xây luôn anh em. Tí anh em tài trợ cho. Xây máu tối vậy xây luôn. Máu quá. Ok nha. Phần này anh em ơi, ngồi bồi đường môn bán được nhiều. Ngồi đường môn bán bèo lắm được 2 cú nữa. Tại vì cái đó ép không được. Nếu mà thằng nào đang chơi xăm hòn thì nó chỉ cần một món thôi. Thì bao nhiêu lúa nó cũng đông. Nó thành lúa nhanh như khải. Nếu mà một món 3 triệu khải cũng mua đủ set. Thiệt nếu mà dân chơi không có suy nghĩ cũng được đó. Nghiền hơn đập đá luôn. Ai vô. Đường giống kho tàng cái gì cũng có anh Dương. Có tất cả mọi thứ. Bích Lâm nha. Làm ăn Bích hả?
đó, rung tiếp theo. Rồi, đó. Chờ bạn thi đo nét là mình mở luôn. Lên chỗ vấn tầm phần đồ mở đi Khải. Hello Khương Duy nha. Rồi, được Khải gửi số tài khoản cho Thi nè. Đó, sẵn sàng rung của Thi 1 triệu rồi đấy. Thắng thua không biết, nhưng mà đo nét cái là mở. Đậu nãy 3 rương rồi em, đậu banh 3 triệu ít đâu. Nói chung là nghiện là dở rồi. Nói chung là mình trải nghiệm anh em xem thôi. Nhưng mà công nhận má cái này chết, không dám chơi nè em ơi. Chịu quá. Má nó nhanh hơn không bình luôn á nè. Ra cái chùy vậy. Ước mơ của Khải thật nhỏ bé. Nghiện không được đá. Mua không vui cho hên xui mới cả cảm giác. Cái chùy của đa thiên vang đồ. Ha, anh em cứ chơi chùy thiên vang chết luôn nè. À, rừng cuối cùng rồi, này nó xong em ơi. Đây đó, Khải là Khải coi thử thi nó nét chưa. Một cứ một rừng một một triệu nè. Lần này mà không ra gì nữa chắc đi ngủ luôn nè. Nói chung là thua rồi, thua rồi, thất bại rồi, lỗ rồi. Còn gì đâu mà khóc dưới sông. Khải khóc quá mẹ ơi. Còn cái đâu khóc như sao. Rồi cái này phát cuối rồi nè. Đợi tin tin cái là mở luôn. Làm ăn bách mở vũ khí nha. Ok. Làm ăn bách. Đáng yêu đừng có chơi phát đầu thì đâu có tới mức mà phải đáng nặng mấy phát cuối rồi đâu. Không nghe câu người không chơi là không thua. Nặng từ từ đi. Ok, nặng từ từ là ok là Khải thích cái thế giới, Khải thích cái thế giới cho nên nặng cho vui nha. Nãy Khải nặng hai phát rồi. Bán không kêu một phái, rắc không bạn? Không ông ơi. Còn bố mơ rồi. Bán gì tầm này? Dính rồi. Dính rồi, bán cho tầm này. Bán gì nữa, tiếp thêm nữa gì bán. Dính rồi, bán cho tầm này. Áo đồng cừu, áo đồng cừu làm gì? Trời ơi, áo đồng cừu tôi đang có một cái này nè em. Anh em ra áo đồng cừu chứ chết luôn á. Thi Nghiễn có phải thanh niên kỳ thơ và lắm liên minh thôi. Không không Dung Anh ơi, Thi Nghiễn là ông bạn á. Nói thứ ba thiên quang cho Khải cầu mong. Ok Clement ơi, anh em lại tí, Thi đang đi làm điện thoại anh em ơi. Mấy cái đồ phổ an bang rồi bán hết nha. Rồi. Đợi cái này. Ở đâu là Khải khui được, Khải khui từ cho anh em xem nha. Rảnh á, đi hút một phút viên tiểu, một quyền tinh một. Nó ra chắc 4 phút 5 mà đủ. Cái này mà ép chay thôi. Cái này mà ra rác nữa là chịu nha anh em ơi. Rất có thật thôi. Ok, đã tin tin từ thầy anh em, Khải tách đi code nữa nha. Rồi, đã nhận donate từ thầy quốc nha anh em. Ok bạn ơi, động quốc luôn em ơi. Rồi ok chưa. Rồi đã nhận thì ơi, dứt rồi. Khui cho anh em, khui nặng cho anh em, nặng cho anh em xem nha. Khui này, cái này khui rất là nhanh luôn em. Khui này. Đó. Rồi lên hàng. Lên hàng. Lên hàng. Để xem được máy ô. Để xem được máy ô. Để xem được máy ô. Thi đã donate rồi nha anh em ơi. Chúng ta đang khui hàng. Chúng ta đang khui hàng. Gì đây. Trời ơi, hai ô, chết tôi. Trời ơi, đại lưng nữa. Gì vậy? Ma hòn, trời ơi, chết rồi. Đại lưng ma hòn là to rồi. Đại lưng ma hòn gì đây? Ma hòn là gì? Trời. Đại lưng ma hòn là thằng thiên nhẫn bùa á nam. Trời, chịu rồi. À. Ma hoàng là thiên nhẫn bùa. Trời ơi, đen quá nam ơi, không được gì hết luôn. Rác, rác nữa, lại rác nữa. Đổ rồi. Không em thua nè em ơi. Má có hai ô đàn cái đàn lưng thì chịu rồi. Má tưởng là lưng cái bang đâu. Tí chủ đừng có chơi phát đầu thì tí chủ đâu cần phải đáng nặng phát sâu đâu. Má giờ nó lại canh quá. Giờ mà lóc hết nặng ra chơi xong ai ọt quá xong rồi quá. Đâu ra đàn này thì chịu nè em ơi. Thôi chắc to này. Chắc mình dừng tại đây. Cái ngập bội là cái lời. Rồi tính ra này ra nhiều gơ nè má, dính mẹ luôn rồi. Dính chơi giờ lỗ sắp mạnh, lỗ sắp mạnh. Lỗ sắp nhận giờ rồi. Có anh em like ảnh đà đài tí,
xuống là gọi là Dương để chơi cô máu luôn. Đủ cũ Dương ơi, chúc mừng 247 người. Ừ. Ra nói lần này chịu rồi, đậu xanh chịu rồi, chịu rồi. Anh em phải donate thêm phát nữa rồi, để làm cái nữa rồi, nhìn mệt lắm. Chịu lắm anh em nè. Không phải cướp thiệt nữa nè, tụi nó quýnh nữa nè, người ta ơi. À, đồ đậu. Ông ban bác đó hả? Được thì nhận bùa nè em ơi. Đang hộ, anh đang nằm chết đó. Làm phát nha Thùy ơi. Thùy ơi. À, chết chết. Dính mày. Anh vừa mà có cái áo năm độc á. Áo năm độc không? À. Áo năm độc mà chữa hay đau? Hồ nhiêu. Áo năm độc làm gì có? Nó từng đặt cái bàn nè, nhìn từng đặt cái bàn chữ mùa lông. Chữ mùa lông nó bót thành thế giới đó, phong bụi đang cầm đó. Đoạn có, nó toàn quá toàn nó, ok anh Quốc, nó, Dương ơi nó xoay mảnh này ra nè. Dương, Dương làm cho mình thêm phát thứ 5 5 triệu. Đúng rồi, 5 triệu. Mà có áo năm độc không? Lấy áo năm độc làm rác đi. Thì cứ rác. Áo năm độc làm rác đâu hết rồi, bây giờ áo độc ai dùng. Quốc cũng xanh má dính rồi, dính rồi rồi Dương ơi, giờ giờ tiếp tục lần thứ 5 nha Nam. Ở trong vòng 30 phút bay 5 triệu nữa má, và, một video và coi ông Tam Thánh ông lôi đoạt xe ra ông quýt một đoạt xe. Một video đậu xanh bay 5 củ đút sâu quá đút không kịp. Anh em cho chàng vỗ tay cho Thi đi Nam ơi. Đâu đâu hãy tính sai rồi. Sao sao? Tính sai rồi, phát đầu mới là một củ, nhưng phát sau là 5 xị. À, cái còn giữ lại 50% rồi mất hết đâu. Rồi tiếp tục. À, nãy giờ chưa tới 5 củ đâu, mình có sót. Tối nay đúng rồi, đúng rồi, còn dư một món thì chưa, đúng rồi. Tiếp tục. À, dính mẹ rồi, cười không chưa được. Rồi. Đồ, lần thứ 5 rồi em ơi. Nói chung cứ một lần là anh em cứ tính đơn giản thôi, một lần là 12 kim. Nhớ hai cái kia thì tương đối tầm đó thôi, tại vì mình còn một cái rác, cho nếu để mình đi mua thì một lần 14 kim. Rồi, một lần là một củ, thất bại là mất 5 xị. Ồ, tính ra tiền ra nhiều nước rồi nè. Ngọc bòi đó ngày mai mình bán gửi giống. Được không Dương? Dương. Dương, ngày mai cái bọn nó ngày mai bán gửi vốn. Đậu ngày mai đơn khó là bán gửi vốn. Tại vì ngập bòi không ép được. Bên em luôn, ngập bòi không bao giờ ép được. Người ta chơi xâm hoàng, người ta đã né ra để chơi cho rẻ rồi. Mà bán cao quá cũng chết. Nếu mà nó còn có sức chơi thì nó chơi phái hot rồi. Chơi xâm hoàng là né ra, nó chọn phái rẻ tiền. Đâu đó thất hồ, tiếp tục. Cứ đơn giản một món một chiều thôi, lên. Một món cuối cùng là anh Khải còn cắt cổ nữa thôi. Tiếp tục. Mà lên rồi tiếp tục đó, khô máu đó. Anh em bảo giùm nè, dính xương rồi anh em ơi. Lâm An Đông, Lâm An Bắc ra khỏi cổng luôn hả? Dính rồi anh em ơi. À, ok, tiếp tục, rương này thì rương máy nè, rương thứ 6 hay thứ 5 đúng không? Ok. Tạch mít ngay này. Khui nè. Khui nha Nam. À, nhỏ quá. Trung hình xui quá nè em ơi, không phải đơn giản nè, khui nè. Cùng bó với Khải nè em ơi. Tiếp tục nè, dính rồi nha, lên nha. Lên hàng, khui. Khui. Rồi mấy ô nha Nam. Được, khi nào một ô dùm cái. Mấy ô? Bốn ô đúng không? Năm ô là vũ khí. Được, bốn ô rồi. Bốn ô ở đây, cái gì hai ô không? Dây chuyền. Trời ơi, chuyền vụ áo. Thôi, đậu xanh chuyền vụ áo. Chịu rồi. Chuyền vụ áo nè em ơi. Nó khó dữ nè. Chùa lắm nè em ơi, mà đơn giản đâu. Đâu, nó nãy hay toàn ô không, chiều rồi. Hết đường rồi, hết rừng kìa rồi. Lỗ, nghỉ nè mày, ngừng cuộc chơi nha nè. Ngừng cuộc chơi. Đâu, khó chơi quá, hết rừng kìa rồi.
Không, em theo anh em ơi. Chung là năm phát là nghỉ rồi, nghỉ không chơi nữa. Nghỉ. Thành đô ngồi chùa. Giờ anh em ai cũng muốn chỗ vị trí của anh em bây giờ. Thôi, ngừng, khá sợ quá sợ chân rồi anh em ơi. Sợ quá sợ chân rồi. Đầu ra toàn cái quằn cái nhiêu đây cũng chết là như thua. Còn rác nha Khải, tối có suy nghĩ lại cứ alo. Đâu. Còn rác. Nãy làm rồi mấy món rồi. 1 2 3 với 3 tiền đã thành 6 món rồi. À. Thôi, ngừng đi anh em ơi. Ngừng cuộc chơi đi. Cái này Khải thấy không ăn thua rồi. Má sao mà đen dữ ta. Thì đôi khung xây mảnh đi mà cứ lười. Nó không ăn thua. Chơi trò này, cái trò này ta chơi ta tốt, ta chạy hết rồi. Ừ. Đúng rồi, thì không in kịp luôn anh em. Trời. Thôi ngừng nha anh em. Ngừng đi anh em ơi. Xíu cho người cho nhà nước in tiền ra hả? Xài kiểu này in không kịp. Thì đó, định cho anh em xem mà kiểu này không ổn rồi, kiểu này đi xây mảnh thôi. Giờ được rồi, kiểu này thì không ăn thua nè mày, khó rồi nè mày, không trở lại nữa. Ok, bây giờ thì Khải sẽ bỏ cái này, Khải xây lấy 500 cái hồn thạch gì đó. Khải đi xây một cái món. Khải sẽ đi một cái, xây một cái món và đi tìm một cái mảnh vũ khí, xem thử ra mảnh vũ khí gì nha. Ok, anh em đi theo Khải. Kiểu này không đói anh luôn nè mày. Đúng rồi, để xây được một mảnh kia sướng hơn nè mày. Nó chắc ăn hơn cái này, đồ chua quá. Nó đơn giản đâu. Ok, anh Dương kháng tất cả, hiện 3 giờ bán nó bao nhiêu ta? Tất cả hiện 3. Đâu biết đâu, bán nó 300 xu gì đi. Ghi 300 xu hoặc 600 vàng. Bán tất cả hiện 2 phát, là 2 phát tương đôi gì đó rồi em ơi. 400 xu thì nó là cho 300 xu đi. Nó ép cái chai chiền. Dần, đúng rồi. Dần đi em ơi. Giờ Khả sẽ đi ép cái mảnh vụ ảo. Khải sẽ tìm một cái mảnh vũ khí. Chứ tầm này không chơi dại nữa mày. Đầu đập 5-7 cái là nguyên thua. Chết tiền luôn thôi rồi. Gì? Còn kim mà. Khi nào hết kim rồi nghỉ. Đồ chết nữa. Nghiễn tài. Nghiễn tài. Đâu ẩu ra thôi. Chịu rồi mày. Thôi. Bây giờ Khải đi ép cái mảnh vũ ảo. Đôi giày như này nói rồi nè. Kiểu không dám chơi kiểu ngu vậy nè mày. Sợ quá sợ chừng rồi. Không đơn giản đâu nè mày. Muốn tìm một cây vũ khí gì đó mà thiệt. Không ăn thua. Không phải là chơi nữa. Đã nói là defeat rồi. Bây giờ không phải là để chơi. Nó đơn giản đâu nè. Chơi là dạy. Chơi là dạy luôn. Cái gì ở đây đã thông báo là sẽ đóng rồi. Không ăn thua. Không một ý đã chỉnh sửa lại, fix lại hết rồi. Không ăn thua. Ok. Có gì nữa. Không chơi được đâu anh em ơi. Anh em nãy giờ cứ nói vậy không chơi được. Không thể nào chơi được. Ok, vậy bây giờ Khải sẽ ép cái mảnh vụ ảo, Khải sẽ đi xây một cái mảnh vũ khí, xem thử ra vũ khí gì nha. Vụ ảo thiết ngô, tăng sinh lực 1.8. Ok. Tìm cái phôi sinh lực 1.8 dùng 1. Phôi sinh lực đúng không? Không yên thua. Bỏ ngay. Cái này mà dính vô chỉ có chết nè, bán nhà nè. Hồi trước thì được, độ thắng người ta xây ra quá trời mình cũng tham mà nè. Nhưng mà không ra được gì. Là mình chịu rồi. Không nên tham. Rồi là lóc ạc lấy mấy cái phổ đó. Ngừng. Làm gì hút 10 luôn cho nó. Giờ đi ép một mảnh vụ ảo. Rồi đi đổi cho nè. Kiếp đã đang xin tài trợ chương trình này. Sợ lắm thế rồi. Ok, bây giờ nè mình sẽ chơi một cái cách kiếp đã đang khác. Cũng là một cái cách để mình tìm ra một cái món đó mình thích. Mảnh tượng ngọc khấu. Ui, ngọc bội ngay mươi đúng không ta? Đúng rồi. Đồ nó quay ra ngọc bội ngày 16 rồi Thi ơi. Thi muốn ngọc bội ngày 10 không? Khải sẽ cố gắng quay ra ngọc bội ngày 10 cho. Nè ra là ngọc bội ngày 10 rồi đó. Mảnh xấu nè. Nó chỉ thiếu mảnh. Nó chỉ thiếu mảnh 1, 2, 3, 4, 5 nữa là đủ rồi đấy. Ngủ quá. Sao không mảnh mà thiếu 1, 3, 4, 5 đọc thì ghê vậy cha. Đó thiếu ít mảnh vậy. Đúng không. Rồi. Ta bộ có 6 mảnh mà kêu chỉ thiếu 1, 3, 4, 5. Có hết hồn á. Ok. À kỳ quá. Rồi vô. Rồi qua phường thường đây mình không ép tương dương này. Bước tương dương đen lắm. Phường thường mình hay lên hơn. Rồi. Lấy cái phẩm chất 8 của cái hiền 1 đó là hiền thiết khón tăng sinh lực. Dùng 1 phẩm chất 8. Hiền 1 nè.
tinh hai này, bốn thị tinh vậy nè, hai đại. Rồi hai bốn thị tinh bốn đại đi. Bao nhiêu tám là thành công. Lâu rồi không ép đồ này mà. Coi anh Khải thì nó máu dứt cái đà thiên tàng anh Khải luôn. Bình thường. Rồi phần nhân 8. Cái thứ hai người tâm thực có rồi đúng không? Mật ngân khoáng tăng tốc phẩm chất 7. Ok. Tăng tốc phẩm chất 7. Hiện 2. Phẩm chất 7 một thì tinh. 4 đại. Mình thử cho anh em một mảnh, cho anh em thử cái hứng thú như thế nào nè. Tại vì mình sẽ đi xoay xem thử ra cái mảnh vũ khí gì mình sẽ giữ lại đó. Khi nào mình cần thì mình đến tiếp. Tại vì một lần xây 50 xu này mà, ra mảnh là một lần xây 50 xu đó. Cũng lần xây 50 xu. Tốc độ hiện 2. Phòng chốc 7 nha anh em. Lên. À ok 7. Cái phù dung thạch tăng kháng lôi, chúng ta khoáng tăng nội lực. À ok. Nội lực dòng cuối à, nội lực dòng cuối hơi căng à. Phòng chốc 6 này. Phòng chốc 6 thì mình bỏ 6 đại 2 tiểu. Không cần 10 bình đâu, 10 bình chắc chắn nó cũng lên rồi. Tầm này được rồi. Xịt tính tiếp. Thấy này, con lôi này, chẳng hai này. Ôi, cái gì đây, thử gì à. Lấy phẩm xấu rồi nè, phẩm xấu thì xấu đại 2 tiểu rồi lên rồi. Đèn quá phẩm 5 rồi, đèn quá ra 5. Khai đi xa bờ quá nè mày. Dấu ok. Tiếp tục là nội lực dòng cuối. Chu sa khoán tăng nội lực xấu ok. Vẫn là xấu đại 2 tiểu. À là xong mạnh thôi. Để tìm cái phôi nào nội lực dòng cuối không. Xin lực. Dương xem có cái phôi nào lực dòng cuối đó sẵn đó không Dương ơi. Không ạ, không có sẵn đâu. Chiều giờ ép mấy cái lục sắp hết rồi. Nội lực dòng cuối. Lúc ạ. À nó còn xe. Ôi à, nội lực dòng cuối à. Ok Tướng Hà ơi, ok em ơi. Mai em chuyển tiền cho kiếm giùm. Ok anh em ơi. Em cứ chuyển lực này. Lực nhiêu điểm 8x7 là được rồi em, còn gì đâu cao. Đấy, hơi đùa. Nội lực dòng cuối à, con 10 à. Nhiêu 10. Đủ số 10 xịn lắm, sợ lắm. 80 là đã sợ rồi, 80 là được. Rồi đó anh thiệp anh nhiều. Mình sẽ đi xây cho anh em xem thử ra được cái vũ khí. Quên, ra được mảnh vũ khí rồi nè. Vũ khí thì nó chính mảnh thì mới được một vũ khí. Nên là mình cứ cố gắng mình xây. Được cái gì mình tính tiếp à, mình xây. Do mình có một số đồ nội lực dòng cuối mà. Rồi, không có rồi. Trời, máy sinh lực 140 máy, quá mà. Thở lực. Đục, tính ra dính vô đây. Hơi bị dính luôn nè. Má nó mở ra nọ thiên quang các kiểu nè điếu. Mình đang như chó mực. Ra nọ thiên quang tôi chuyển đường môn luôn, không ra. Đậu xanh. Mình là đam mơ đường môn thôi mà. Con đau này nó thì chưa thấy ra rồi. Nó thiên quang gì nó ra quá trời quá đất chịu luôn. Ok, lấy cái 78 rồi đi. Hết lựa chọn rồi. Giống như Robinson ngồi đâu không? Dính rồi nè, dính rồi nè. Đồ anh em xem anh em mình dính nữa chứ Khải. Anh em xem anh em dính được hơn tôi nữa.
Rồi, râm ở đây nữa, đi ép mảnh luôn. Rồi, để em chụp cái gương tất nhiên lại. Cần gì chụp em? Em cứ gom đi, sau này em tự bung, cần gì chụp gương làm gì? Ai đâu đỡ ý làm gì, cứ em gom được bao nhiêu em đỡ lại bao nhiêu đó rồi. Chắc chắn là thoát thoát chứ không bao giờ không thoát thoát được. Ít nhất phải chặt 2-3k hoặc là 3-4k đó, tại vì anh em nhiều khi không giao dịch hết. Chưa anh em Vinh sứ đâu rồi ta, Jim ơi. Sứ. Khải ơi, phát áo cho đi code cái. Ok, Thành Nguyễn ơi. Thành Nguyễn kẻ vô động là ai đâu ta? Ok, Khải sẽ cho thành viên ban. Rồi ok. Rồi. Mà không đưa Discord cho ông TL gì đi. Kẻ đồng hành vô Discord chưa? Đó, Khải mới kẻ đồng hành là ai vậy? Trong ban vậy? Để anh đưa, để anh đưa. Nỗ lực dòng cuối phẩm xấu như này. Ví dụ mà thằng đẹp trai nó không mua thì cái gao này chứ. Châm mạnh. Phẩm xấu như này, nỗ lực phẩm xấu như này. Rồi. Ủa, ông trong ban là tên gì vậy? Đi, à hôm qua hỏi xin cái ạc của ông Khải á. À ok. Đưa ạc rồi đúng không? Khải đưa rồi đúng không? Chưa. Chưa, ok rồi thấy. Đồ tầm này chỉ dư thiếu lâm chứ này nọ thì đâu dư nhiều đâu. Thiếu lâm ngày mi, còn con kẻ ban 139. À kẻ ban có ai có con vô đen nào cấp nhỏ nhỏ hơn được. Dù vô đen thì không có, vô đen chờ bọn trước cho hết rồi. Mạnh thiên thạch. Mình đưa mạnh ba mình nào cũng được. Thầm xui này mày. Thiên sứ đâu rồi? Ông nó đang đi tấm kim nha. Ngày mai ngày kia anh Nghĩa Quỳnh rồi đó mày. Rồi ghép vô này. Tí nữa Khải đưa cho một ạc vô. Mạnh nè. Số nè. Vô 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 nè, rồi mảnh vụ áo thì không xịt nữa nè. Rồi, giờ đi xây. Tốn lấy 10 xu một lần xây à. Đâu coi tốn bao nhiêu tiền ra mảnh vũ khí rồi. 500 xu nè, 500 mảnh nè. Đó, mất mớ tiền á. 500 cái này là 6 kim nữa nè. Cho anh em xem nha, cho anh em trước xem video luôn. 500 cái này là tốn 6 kim. Tốn thêm 1.000 đã mở. Được 500 cái này là tốn 7 kim vô cái cục này. 500 xu này nữa thành 7 kim rưỡi. Đó, ép nãy giờ nhiêu đây? Gần 1 kim máy nữa. Nói chung tốn hết 8 kim. Để xây thì 1 mảnh 8 kim được cái gì? Đó, được rồi xây nè. 8 kim hết tất cả nè. Xây mảnh kim phái. Hết 8 kim nè. Cái cục này hết 8 kim rồi nè. Rồi, vô. Gì đây? Đồng cửu dẫn lông cái ơi. Chọ tưởng bao tay đồng cửu mới ra được. Hết 8 kim ấy. Gì vậy? Mảnh hiền thiết phát đái là gì vậy? Ủa? Hiền thiết là phái gì ta? Không hiểu ta. Cái này không hiểu nha. Hiền thiết phát đái là cái đai lưng nữa nè. Đai lưng hiền thiết là sao? Như cung lôn à. Tiếp tục. Gì vậy? Mảnh U Minh Thương. U Minh Thương là cái kích hả? Kích vào lòng kích hả? Thiên nhẫn sát là thiên nhẫn. Ủa? Cái thiên nhẫn. À, mà sát cái thiên nhẫn. Đậu danh ra. Nó ra vũ khí mà ra thiên nhẫn thôi, chịu rồi. Ủa? Hả? Đây. Trời ơi, sấy này hả? Em có mấy mảnh nè. Lấy qua cho sấy. Đưa đây, trời ơi. Đưa ra cho anh. Nãy giờ. Đâu, Tuyên Nam. Nãy giờ không có. Nãy giờ tốn kim mấy. Không ngờ anh thành sẽ có mảnh rồi. Tuyên Nam, đưa đây. Anh sấy cho. Ôi, bữa anh ta dữ quá trời. Tuyên Nam đây cho anh. Anh xây ra anh donate. Anh cần gì anh donate. Chứ nãy một mảnh anh ép hết một gần một kim chứ đâu nhờ. Một kim một mảnh đấy. Rồi cứ vụ ảo này. Mấy cái này Trương Dương Nam. Trời ơi. Đâu. Được. Có động lực. Anh đưa em. Ủa cái mảnh này xây ra anh ta. Mảnh nào mảnh gương hồi giả tẩu hoàng kim nè. Đâu em bốc lên. Mảnh đó là một mảnh khác. Không mà nó mảnh khác. Một loại khác. Không ép được. Giao dịch khác. Hết đây. Đến tiếp tiệm anh tính. Rồi, đêm mới thanh phát.
Đây là chỉ có mảnh này thôi đúng không? Đúng rồi, chỉ mảnh mảnh này ép rồi này. Nói chung là mảnh một thì môn phái chính thống á. Một cái mảnh kia là mảnh tự sáng tác nó. Ủa? Cái mảnh sâm hoàng này không được rồi, mảnh sâm hoàng này chỉ cần thu thập 100 cái là không được. Mảnh 5 tính 6, 1 đến 9 nữa. Ừ, thì em có một mảnh thôi, ok. Ủa vậy mình lấy mấy cái, mấy cái đồ phổ rẻ mình ép thôi. Thì đó, nãy giờ ép phổ vụ ảo, ép một kim đó, thì rẻ đó, rẻ nhất đấy. Rồi. Đó là mấy cái đó ai có nữa nè. Rồi, tiếp tục em ơi, vừa rồi xây ra cái mảnh mang sắc này chắc vứt ai đâu xài vào lông kích rồi mà, vứt đi. Xây tiếp. Cho anh em xem hết 8 kim thì xây được cái mảnh nào VIP không? Như đây. Mảnh phi tiêu đột hồn. Đâu? Má cái vũ khí xâm hồn luôn rồi. Vũ khí xâm hồn, anh đủ xanh. Thôi cái này vũ khí được không anh? Đầu tiên được ngứa ngứa cũng bỏ rồi. Xây tìm gì vậy? Không biết nữa. Thằng em hỏi xây tìm gì vậy? Giờ chả biết xây tìm gì nữa. Ra ra gì nhận đó. Ra mảnh 4 bán em nha. Ấy chà chà. Em mua nhiều. Ở đâu cũng đang tìm mảnh 4. Ok nè mày. Tiếp tục. Vừa rồi ra cái mảnh xâm hồn phi tiêu. Phi tiêu đường môn. Mảnh tục nghiệp hổ sông khấu. Ủa đồ là gì đây? Tục nghiệp hổ vô sông khấu là cái ngọc. Ủa cái gì nghe mi anh em? Vô sông khấu. Phải. Của cái nghiệp á. Cái đai lưng cái nghiệp. Tục nghiệp, đục nó không ghi cũng rõ ràng, khó chịu gơ nè. Nó bị xài dính tả. Ừ, xài cái tên ghi tự nhiên mảnh tục nghiệp, ít nhất phải cớ nghiệp chứ. Là Vô gian uyển, đấy. Thả ghi dài đi, bao tay nghe mi, nó không đọc biết liền. Mình chỉ tìm cái vũ khí thôi nè. Vũ khí gì, chưa biết được nha. Ma thị hồn dày, dày đường môn. Ma thị mà đường môn. Ma thị thiên nhẫn lộn lộn thiên nhẫn. Hồng lý. Ma thị hồng lý. Mảnh xương tinh. Tiêu thủ. Bao tay xương tinh. Đậu hôn xanh. Tầm này đi xây cái này chỉ tìm vũ khí thôi này. Không tìm gì nữa. Chỉ tìm mảnh vũ khí thôi. Ma. Sư ơi anh có lấy xu không? Lẹ lẹ để em đi ra. Mảnh lôi khung thiên địa phù. Gia truyền lôi khung. Trời ơi. Hết chính pháp rồi. Hết 500 xu luôn rồi. Ôi dày ủ luôn. Phải luôn. Đậu danh giờ sao ta. Dày ủ luôn mạnh xấu. Ôi bỏ cái xâm hồn đi. Đâu mình sẽ thiếu cái xâm hồn. Xâm hồn đây tiêu ai chơi đâu mà. Dày ủ luôn mạnh xấu rồi em ơi. Tiếp tục. Cái tiêu là do nó mở ra trang bị luôn. Chứ còn cho chọn lựa cha chọn đi. Hết 10 cái rồi. Được cái dày ủ luôn xâm hồn vậy. Sáu mảnh mới được bộ giày anh em ơi, mới được 1/6 thôi. Đó. Tiếp tục cuộc chơi bắt đầu, tiếp tục bỏ cái vũ khí. Đây. Cái gì? Ngự long lượng bảo đao là gì? Đao thiên lâm à? Đao thiên vương. Đao thiên bang. Ngự long đao thiên bang, vãi lên. Tiếp tục này. Đao thiên bang chiêu rồi. Mảnh địa phách thiên liêng gia truyền địa phách chưa rồi. Đây. Trời ơi, phong tam thanh phủ gia truyền cấp phong. Chịu 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 chịu. Trời ơi, căn nhà căn nhà. Ma sát tàn nhiễu giáp. Áo ma sát thì nhận kích. Mảnh ma hồn. Đục vụ toàn thiên nhẫn không người ta. Để cho toàn thiên nhẫn không. Có vẻ là cao quá nhanh rồi. Gì vậy? Ma gì? Mảnh thiên ngò xâm. Thiên hoa xâm là thiên hoa. Dày dày xâm hồn đó. Gì đây? Gì? Mảnh thiên ngò xâm la thúc yêu. Cái đai lưng vừa ngo mà vừa đai lưng là sao ta? Áo không? Áo không? Vừa thiên ngo còn xâm la thúc yêu. Là đa, yêu là đai lưng mà. Chụp cái chuyện này, cái này mình bó tay nè. Chắc đang bị lỗi rồi.
thì sao mà nó cái tên nó không đọc hiểu được. Mệnh địa khấu ngục trạng, mệnh địa phách ngục tâm trạng là bao tây, địa phách đường môn đòi hết tốn mấy trăm xu rồi, địa tôn đòi thêm kim nữa, chục cành gốm tính ra một kim nó gần 10 kim đấy. Tiếp tục đây, chua chua quá, chua quá, nhưng mà tìm được cái mảnh mình cần rất là hay nè. Giờ mình không biết mình cần mảnh gì nữa. Hai mảnh khái lục trượng U Lung xà phật đáy, đồ quỷ ra đây lưng U Lung tưởng cái gì. Chua quá, tiếp tục nè. Nhanh nhanh anh ơi, để giờ không đâu. Chung nãy giờ được rồi, mảnh U Lung xấu. Ủa cái U Lung hôm bữa của mấy anh em kia là vẫn là đổi từng mảnh ra rồi, rồi ghép lại giày hay hơi hải dương hay là đâu, hay là mở như lúc nãy ra xanh chính luôn ta. Đâu, em đa số đều phải đi tìm mảnh rồi đó. À đi tìm mảnh mới ra đúng không? Ờ, giờ à. Hết chơi môn kia là hết hy vọng rồi. À, cũng hết hy vọng rồi. Khó nhờ. Khó dữ ta. Gì đây? Ma hòn nữa, chú má gia truyền thì nhận ám ám nãy giờ luôn nè, ám từ lúc mở rương luôn, toàn ma hòn không. Dạ 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 dạ. Mảnh vô danh ý thương kiếm, đồ vô danh cái vũ khí kiếm chết rồi. Đồ hướng nào cũng ra hết là sao ta. Đâu cái này hơi bị khổ nha. Mảnh vô danh kiếm anh em, đậu xanh. Mảnh kiếm anh em. Cái sao này bị ngu à. Mảnh bảy ngay mảnh kiếm. Mảnh U Lung vặn đáy. Trời, này hơi bị chua ấy. Thôi, hết 8 kim. 9 kim rồi cắt đường này mà từ từ tính tiếp rồi. Thằng này chưa biết đi hướng nào luôn. Tại vì mình đồ mà không kim, mình môn phái cái nào có nó mình tính. Không á. Ok, hiểu rồi. Hiểu cách chơi rồi này mà. Nói chung là hôm nay trải nghiệm thôi, nhưng mà cũng đi một mớ rồi. Mảnh chân vũ kiếm. Đi một mớ rồi. Một mảnh của dân kiếm 79 nè. Một mảnh U Lung xấu nè. Rồi, nói chung là ok anh em ơi. Nãy giờ thì đổi mớ này nọ thì được chốt lại thì hết 5 rương hồn kim môn phái thì được một cái ngọc bội xâm hoàng này. Ngọc bội này thì không ép được thì chắc chắn nó sẽ có giá nè. Đó. Còn cái thứ hai đó là mảnh vô gian thì thương kiếm vừa đập ra và một cái mảnh U Lung dày. Rồi xong, hết rương tìm, hết rương kim luôn nè. Rồi. Nói chung anh em xem video, nói chung là Khả sẽ up lại trên kênh. Anh em nào xem theo dõi video này thì có thể lên cho lại một like ủng hộ cho anh em ơi. Chứ giờ thì đỡ mà đi nghiên cứu thì mình xây tới mai thì mình vẫn chưa hiểu mình đang muốn xây cái vật phẩm gì. Tại vì hiện tại hướng thì nó rất là nhiều hướng. Mà đỡ mà nói đi lấy cái vũ khí thì chính mạnh thì biết cái nào đủ. Nói chung là khó nè. Rất khó. Rồi quan trọng là cái hòn kim này, hòn kim thất hồn này, đỡ quay này, trời chua. Hết 7 kim thì mới được 500 cái này. 7 kim mới được 500 cái này nè. Nãy quay hết khoảng tầm một nửa tiền đi. Nói chung là cũng được. Từ từ tính sau. Hết mấy kim rồi. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Giờ tiếp tục đi giả tẩu nè.